Hello đại gia đình. Hôm nay á, Cúc làm cái clip này Cúc muốn giới thiệu đến quý anh chị em gần xa mà những ai chưa có đến Cần Thơ và đặc biệt chưa có đến Bến Ninh Kiều á, thì xem cái clip này Cúc có quay những cái cảnh ở Bến Ninh Kiều á, thì Cúc sẽ up lên cái video này cho anh chị em ở xa, nếu mà ai chưa tới thì coi, để mà mình có dịp nào đó thì mình tới Ninh Kiều để mình biết ở chỗ Ninh Kiều này nó có cái gì đẹp, có cái gì vui. Thì ở Ninh Kiều thì như Cúc giới thiệu là có, chắc chắn là có Tấm Cúc. Thế anh chị em nào có về Ninh Kiều mà có còn nhớ tới Tấm Cúc, có mến Tấm Cúc thì cứ gọi Tấm Cúc ra uống cà phê và pháo rồi chơi cho nó vui anh em chứ không gì hết trơn. Đó là cái Cúc nói như vậy tại vì Cúc ở Ninh Kiều, thì Cúc có đi ra buổi tối rồi đặng Cúc quay cảnh ở dưới bến Ninh Kiều đó, thì để Cúc giới thiệu cho quý anh chị em mình nghe. Mời quý anh chị em mình xem cho vui cảnh đây đó đó mà. Cúc cũng biết nhiều anh chị em là cũng muốn xem cái bến Ninh Kiều như thế nào, thực tế như thế nào. Thì thấy ở trên mạng người ta cũng úp nhiều đó, nhưng mà Cúc muốn tự tay Cúc đi quay. Tuy là nó không có sắc sảo như những người chuyên gia làm những cái clip mà quay đẹp á, còn Cúc thì Cúc quay cái cách tự nhiên. Có thể Cúc nói những cái lời nói nó dính trong đó, nó bất ngờ tự nhiên quá. Nếu có gì sơ sót thì quý anh chị em cũng bỏ qua. Thì Cúc mời quý anh chị em là xem cái đoạn là từ đầu nha, có nghĩa là từ trên cầu Cần Thơ. Cái này là Cúc cố tình quay trên cầu Cần Thơ một tí xíu để cho những cái dây văng ở trên cầu Cần Thơ nó đẹp như thế nào. Cúc chỉ quay trên cầu thôi chứ không quay gì, quay sơ ra chừng vài giây à. Đó là những cái dây văng trên cầu Cần Thơ. Thì mời quý anh chị em mình xem để mình đi qua cái dây văng đó. Là buổi buổi sáng mình đi ngược đường á, cái kiểu mà hướng Cần Thơ đi Sài Gòn á, là nắng mặt trời á nó ngược á, nó rất là đẹp. Còn buổi chiều á, thì từ Sài Gòn đi về Cần Thơ á, thì cái nắng nó chiếu ngược với lại nó phản lại á, nó cũng làm cho những cái cọng dây văng á, nó nổi bật lên rất là đẹp. Thì cái này Cúc quay cái buổi buổi sáng cho nên là Cúc đi từ hướng Cần Thơ á, đi trở lên á, cho nên nắng nó dọi lại thì Cúc thấy nó cũng rất là đẹp. Để Cúc bỏ lên cho mọi người xem cái cảnh dây trên Cần Thơ ha, khi qua đó rồi mới tới Bến Ninh Kiều. Thì qua Cần Thơ rồi thì Cúc up cái clip mà quay ở dưới Bến Ninh Kiều đẹp cho cả nhà mình xem nha. Rồi cả nhà mình xem cái cầu Cần Thơ một tí. Nhìn qua bên tay phải nè, bên đó tay phải chỗ đây cái khách sạn Mường Thanh có cái đầu lên đó không, có hai cái sừng lên đó không. Rồi bây giờ đó là xe mấy cầu Cần Thơ rồi thì mình đang ngồi trên xe đó. Thì bây giờ Cúc cũng giới thiệu với quý anh chị em của mình là ngồi trên xe đi một vòng cái vòng vòng Bến Ninh Kiều đó, một đoạn tí xíu để cho mình biết ở trên đó nó có những cái cảnh đẹp. Nếu mà ngồi xe thì đi xuống Bến Ninh Kiều thì Cúc cũng quay luôn cái cảnh ngồi xe, có nghĩa là xe này thì Cúc ngồi xe của thằng em Cúc, thằng em thứ 10, nó cũng chạy taxi vòng vòng đây, đó là thằng em của Cúc. Nếu ai về Cần Thơ á thì cứ việc alo cho Cúc hoặc là thằng em Cúc thì nó có thể chở du lịch cho mấy anh chị em mình đi vòng vòng Bến Ninh Kiều, hay là đi đâu du du lịch đó ở cái địa danh nào đó thì có thằng em ruột của Cúc nó sẽ chở cho. Để hồi Cúc giới thiệu có cái clip với vợ chồng nó đi chung với Cúc nữa. Thì giờ mời mấy anh chị em xem là Cúc ngồi trên xe của thằng em Cúc chạy vòng vòng đó nha. Cũng mong có là người ngồi kế bên Cúc. Đó, thì mời cả nhà xem một vòng Bến Ninh Kiều khi ngồi trên xe nó mát như thế nào ban đêm nha. Mời mấy anh chị em xem. Bây giờ cả nhà mình thấy một cái đoạn mà đi xe vòng vòng cái thành Cần Thơ buổi tối, thấy đèn nó đẹp mà nó mát ha. Bây giờ Cúc mời cả nhà mình cùng với Cúc đi xuống dưới Bến Ninh Kiều cùng với lại anh em của Cúc, có nghĩa là hai vợ chồng thằng em số 10 với lại mấy đứa cháu. Thì mời cả nhà mình cùng Cúc đi xuống Bến Ninh Kiều dạo mát buổi tối nha, tí xíu nha. Rồi để tham quan cái dưới Bến Ninh Kiều mình
nó có những cái chỗ gì nó đẹp và những cái đèn buổi tối nó lên nó đẹp tuyệt vời như thế nào. Mời cả nhà mình là cùng với Cúc đi nha, đi xuống Bến Ninh Kiều tí xíu cho da mát. Hôm nay ngủ dữ vậy ta. Ok, rồi mời cả nhà mình xem nha. Kiều, Cần Thơ. Nhìn lên đây. Đâu mã hai đứa mã nhỏ đâu rồi? Vô con, vô hết đi. Để đi, chỉ có quay gì mới được. Rồi. Ở đây, đây đi lại cầu đi bỏ luôn nè. Cái gì? Quân tử ha, thà chịu khác ha chứ không chịu nói ăn xin đi. Thì cả nhà ơi, khi mà đi xuống Bến Ninh Kiều thì xuống dưới cái cầu đi bộ này á, thì lúc này á, là Cúc mới là cũng như mọi người đó là thấy là ở trên ông trời á là đỏ quét luôn, đỏ tươi luôn, nó sôi xuống cái dòng sông đỏ luôn đó mọi người. Là ở trên cầu Ninh Kiều á, lúc này gió ào ào ào, trong lòng Cúc nghĩ là không biết có sấm sét hay là có cái gì á, phong ba bão tố gì lên á, mà hả gió dữ lắm luôn kìa. Rồi ở trên ông trời á, thì mặt trời đỏ tươi luôn, không phải mặt trời buổi tối là mặt trời gì, cái này là cái gì không biết, nhưng mà có hai đám mây rồi nó đỏ tươi à. Có người thì nói là đèn pha lên, nhưng mà chẳng lẽ đèn pha mà tới trên ông trời vậy, nó đỏ ngược, nó chiếu dội xuống sông luôn á. Mình đứng trên cái cầu đi bộ của Cần Thơ, mình nhìn qua mình thấy là nó lấp lánh, nó rất là đẹp. Đúng là một theo Cúc là đó là một cái tuyệt tác á. Thì Cúc có quay lại một đoạn để Cúc bỏ lên cho anh chị em mình xem coi đây là cái mặt trời hay là cái đèn ở dưới sông nó dạ lên, hay là người ta cố tình mà nó lên tới trên mây rồi nó dợi xuống dưới nước vậy nè, làm cho mình cảm giác như là nó đẹp tuyệt vời vậy đó. Cái cảnh là chỉ có là hai người mà yêu nhau ha, mà ra đó đứng mà ngắm này thôi là nó tuyệt vời số 1 đó. Nói mà tự nhiên thèm cái cảm giác có người yêu đứng kế bên ngắm cầu Ninh Kiều quá, cầu đi bộ quá. Thì mời quý anh chị em mình xem cái clip là cái mặt trời đỏ này và chiếu xuống sông nha, cùng với lại Cúc và hai đứa em Cúc với lại mấy đứa cháu. Mời mời cả nhà mình xem nha. Đó, chị Tám.
chị tám đang quay cái cảnh đẹp, cái cảnh trên trời này nè, vô vô hình đẹp cực kỳ không? Đang quay về đang ta làm cái clip. Đúng rồi, cầu Cần Thơ nè, kỹ thuật quay nè, vừa lấy ở sông vừa lấy ở trên luôn nè. Cái gì? Ủa sao vậy? Ở dưới sông kìa, ở dưới sông người ta chạy thuyền đi chơi. Rất là vui, rất là đẹp. Chơi cái trời. Gió quá trời mát. Ừ. Đó thấy chưa? Thôi đi về đi mày ơi, tao nhìn cái màu này tao cũng hơi quạng quá. Phải không? Phải cái đèn gọi không hay là gì? Đèn thì mình không có sáng được tới những năm mày nó đâu. Rồi cái mình lên trên cầu đó, mình đứng mình ngắm xong rồi, nếu mà quý vị á, mà anh chị em mình á, mà muốn á, ai mà thích đờn ca tài tử ha, thì cố gắng đi ngay chăng cái đêm thứ sáu. Đêm thứ sáu là ở dưới cái cầu đi bộ đó có đờn ca tài tử á, có những cái người mà đờn á, rồi người hát luôn, nghệ danh đó, người ta hát đó cho mình coi miễn phí luôn. Thì tối thứ sáu, nếu mà cả nhà mình tranh thủ được thì tối thứ sáu đến coi nha. Buổi sớm sớm thôi, từ 6 giờ tới 8-9 giờ vậy thôi à, đừng có khuya quá. Thì người ta có tổ chức ở đó buổi tối thứ sáu đó. Đến chỗ Bến Ninh Kiều ngay cầu đi bộ nha. Để Cúc có quay một đoạn là cái chị hát ca tài tử này lên cho cả nhà mình nghe một đoạn cho vui tai thay đổi. Tía ơi, tía. Đậu này cho có đậu mà nói đi, tía trúng số đi, tía ơi biết luôn cái con nhà luôn à. Người ta đồ mà ta nói gì sao? Người ta nói như vậy đó nè. Người ta nói tía vô tới má đâm kẹo đâm. Đất tía mộng giác đi đâu. Tía giống bà đồng cái hồ bao. Mỗi ngày tía mang theo mẹ về. Thank you.
Cúc giới thiệu cho cả nhà là khi mà mình đi xuống bến Ninh Kiều xong phải không, thì mình bước qua bên chợ đêm đã, mình đi chơi hồi mình sốt ruột rồi, mình bước qua chợ đêm Ninh Kiều. Ở dưới bến Ninh Kiều có cái chỗ chợ đêm đó, thì họ bán những cái xe bán đồ á, đồ ăn, tất cả cái gì cũng có, chứ đồ ăn vặt, đồ ăn nhiễm có hết. Thì Cúc mời mọi người theo chân Cúc xuống dưới đó để mà mua này mua kia ăn. Cúc thì Cúc có ghé lại mua cái bánh tráng mà nướng hột gà ở trên đó nướng, thấy nó cũng vui vui. Thì Cúc có quay một đoạn, Cúc sẽ bỏ lên cho cả nhà mình xem ở dưới cái chợ đêm Ninh Kiều, để nhằm mọi người, người ta nói là đến Ninh Kiều biết biết địa danh Ninh Kiều, biết cái tiếng là chợ đêm Ninh Kiều luôn, nhưng mà chưa có thực tế, chưa có đến đó lần nào, mình không hiểu như thế nào. Thì đây thì Cúc up lên cho quý anh chị em mình tham khảo trước cho nó vui ha. Mời quý anh chị em xem cái chỗ mà chợ đêm Ninh Kiều. Chợ đêm Ninh Kiều. Mặt dẹp nó đang mua đồ ăn. Những cái xe bán cho bánh Ninh Kiều này cho chợ đêm. Thôi khỏi lấy tiền mẹ, để con tự trả cho. Rồi bây giờ mày chạy qua đổi gì? Không phải đó luôn á. Rồi mua mấy hộp rồi? Với cái gì vậy? Với ly trà đào, với ly gì vậy? Hai ly trà đào hả? Có mua cái bánh tráng nướng không Dịp? Mua cái bánh tráng nướng đi. Thôi với hai cái bánh tráng nướng đi, hai hộp gà, hai bánh tráng nướng. Rồi cách họ là bánh tráng nướng, có cái hộp gà vô. Rồi bây giờ quý anh chị em mình tham quan cái chợ đêm Ninh Kiều rồi đó, thì bây giờ Cúc muốn mời mấy anh chị em cũng theo chân Cúc là đi đến một cái chỗ mà cái chùa trên cái đại lộ Hòa Bình á, để cho mình từ ở trên cao á, trên chùa mà trên cao trên lầu á, khi mình nhìn xuống cái đường đại lộ Hòa Bình của Ninh Kiều á, mình thấy cái cảnh nó đẹp tuyệt vời như thế nào, nhìn xuống cái đường hoa của Ninh Kiều luôn. Thì Cúc mời quý anh chị em theo chân Cúc đến cái chỗ gọi là đại lộ Hòa Bình. Nhưng mà đây là một cái ngôi chùa, mình lên mình có thể thắp hương rồi mình nhìn xuống đó, giống như cái công viên vậy đó, là cái đường hoa ngay đó luôn. Cái đó là mỗi năm mà có dịp mà tổ chức lễ Tết gì đó là ta trang trí đường hoa, là người ta trang trí ngay chỗ này. Thì Cúc cũng mời quý anh chị em là cùng với Cúc lên trên chỗ cái ngôi chùa đó, nhìn ngắm xuống cái cảnh thành phố Cần Thơ, để mình biết là thành phố Cần Thơ về đêm nó đẹp như thế nào. Ngay Ninh Kiều đó, thì Cúc cũng được may mắn
Cúc cũng ở trong cái Ninh Kiều này, quận Ninh Kiều này, thì Cúc cũng thỉnh thoảng cũng đi vòng 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 cho nó mát và nó vui và nó đẹp. Đó là mời quý anh chị em xem trước ha, rồi có dịp nào quý anh chị em đến Ninh Kiều nha. Ai mà ở Việt Nam mà chưa có đến Ninh Kiều thì cũng là rất là thiếu sót. Còn quý anh chị em nào mà ở xa coi như là ở nước ngoài đó, nếu mà có dịp về Việt Nam thì cũng đến Ninh Kiều để mình biết Ninh Kiều nó đẹp như thế nào. Rồi cái hôm nào á, Cúc có thời gian á, Cúc đi qua bên Cái Răng, cũng kế đây hả, là Ninh Kiều với Cái Răng là kế bên nè, thì Cúc sẽ đi qua Cái Răng là để xuống chợ nổi Cái Răng á, để mà mình quay những cái clip họ buôn bán buổi sáng tấp nập như thế nào, rồi nó đẹp như thế nào, cảnh sông nước á, tại vì ở bên Cái Răng là người ta ăn uống trên thuyền không à, chứ không ăn trên bờ, xuống như thuyền đó uống nước hay là ăn uống gì buổi sáng đó là tấp nập lắm, rất là vui. Thì hôm nào á, là Cúc có thời gian Cúc sẽ qua Cúc làm cái clip ở dưới chợ nổi Cái Răng. Thì còn bây giờ thì mời cả nhà mình xem cái đường đường hoa của đại lộ Hòa Bình từ trên chùa nhìn xuống nha, mời cả nhà mình xem cùng với Cúc xem nha. Là trên chùa nhìn xuống con đường đường hoa của Ninh Kiều thành phố Cần Thơ rất là đẹp. Xong rồi đó, cả nhà thấy Cúc quay giới thiệu ở cái Cần Thơ là có cái bến Ninh Kiều với lại vòng vòng đó, nó sơ qua chút thôi nhưng mà cả nhà thấy rất là đẹp đúng không? Thì cả nhà có muốn đến Cần Thơ, muốn đến Ninh Kiều, bến Ninh Kiều thì hãy đi kiếm cô Kiều, ủa không phải đi kiếm cô Cúc kiếm cô Tám Cúc cô Tám Cúc có thể là nhín tí thời gian gì đó ra để gặp quý anh chị em để mà cùng gọi là giao lưu vài câu chuyện vui, vài mỗi chuyện vui, hoặc là ăn cái bánh tráng trộn, uống ly nước mía đó là cái tình cảm của mọi người dành cho Cúc, những anh em ở xa mới đến Ninh Kiều và thật sự là thích đi du lịch vui thì Cúc sẽ sẵn sàng, chứ gì những anh em mình là anh chị em là vui vẻ với nhau chứ không gì hết á, anh và chị tất cả Cúc đều mến khách. Thì Cúc hy vọng là Cúc sẽ có một ngày nào đó Cúc sẽ mở cái xe bán trà đá ở dưới bến Ninh Kiều bán cái gì lớn thì không dám, nhưng mà bán xe trà đá thì lội vòng vòng rồi mệt luôn, trà đá tiếp Tấm Cúc cảm ơn cả nhà đã xem cái clip này. Cúc chúc cho quý anh chị em mình gần xa có những cái địa điểm rất là vui, rất là thú vị và thu hút quý anh chị em có dịp để đi đến để được vui. Thì còn như Cúc thì chắc chắn là Cúc đang đợi một người về Ninh Kiều cùng với Cúc, nhưng người đó thì ai chưa biết, khi nào mà có thì Cúc sẽ giới thiệu trên cái clip luôn, còn bây giờ chưa có thì chưa có giới thiệu lại thả thính tiếp suốt ngày người ta nói Tấm Cúc thả thính hoài, mà có thả thính không ta thả hoài, tại tại nhầm dính ai thì phải thả tiếp, chừng nào mà có dính có được cầm trong tay rồi mới gọi là dính, còn nếu mình thả mà chưa ai cầm trong tay thì cũng gọi là chưa dính, nhưng mà hy vọng sẽ cầm trong tay ra bến Ninh Kiều để dạo mát và làm một cái clip thiệt là vui, thiệt là hạnh phúc, thiệt là hoành tráng ở đó. Cúc cũng mong như vậy. Thì
hãy để đấy. Bye bye.